Xin chào tất cả mọi người, hôm nay shop đồ Nhật Thanh Huyền xin được giới thiệu tới mọi người con nồi cơm cao tần áp suất 2B Sanyo mã ECG gạch ngang XP2000. Sở dĩ tại sao gọi là XP2000 vì dòng này là dòng cao cấp nhất của hãng Sanyo. Nó có áp suất 2B các bác nhé. Đó, chúng ta vào bên trong này. Đây là màu trắng sữa, rất là đặc biệt này. Răng đẹp luôn á. Chúng ta mở mắt bên trong này ra sẽ thấy được cái hai hòn bi. Bình thường chỉ là có một hòn bi thôi. Riêng dòng này là hai hòn bi rất là to đều nhau. Trong răng rất là đẹp luôn. Sạch sẽ các bác nhé. Đó. Đây là dòng cao cấp nhất của hãng Sanyo. Dòng màu như hình này. Thần đồng. Đó. Rất là đẹp luôn. Rất là nặng tay đấy ạ. Con này thì vẫn còn pin các bạn. Ngoại hình như này.